Nguyễn Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Gòn. Hôm nay Nguyễn Hoàng đang có mặt tại mặt tiền đường của đường số 27 thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân của chú anh chị ha. Để review cho chú anh chị mình một ngôi nhà có kết cấu một trệt, hai lầu, một sân thượng của chú anh chị. Cái hướng này của chú anh chị mình sẽ di chuyển về bên trục đường số 24 nè, và mình hướng đi ra bên trục đường số 29, hướng đi ra bên trục đường số 24A luôn của chú anh chị ha. Và mình hướng đi ra bên khu tên lửa nha của chú anh chị. Ở mình hướng đi ra bên ngay chỗ Eon Mall quận Bình Tân của chú anh chị ha. Hướng đi ra bên chi cục thuế nè. Rồi Ủy ban nhân dân quận Bình Tân của chú anh chị, ngay chỗ đường Kinh Dương Vương, hướng đi ra ngay chỗ bến xe miền Tây luôn của chú anh chị ha. Là mình hướng đi góc này nha. Còn cái hướng ngược lại này là cô chú anh chị mình sẽ di chuyển về bên trục đường Vành Đai nè. Hướng đi ra bên Vành Đai, ra ngay chỗ góc nhà thờ Phaolô, hướng đi ra bên trục đường số 7 của chú anh chị. Ở đây thì có các tiện ích như chẳng hạn như là nó gần ngay chỗ cái cô cấp mắt ở bên cô cấp mắt Bình Tân, ở bên trục đường số 23 với lại trục đường số 19 đó của chú anh chị ha. Ở hướng này của chú anh chị mình di chuyển nè. Đó, mình đi hướng ra bên nhà thờ Phaolô ha. Ở đây thì nói chung là di chuyển khá là gần của chú anh chị. Để ông Hoàng coi thử cái nếu mà trục đường đó di chuyển ra thì cô chú anh chị mình sẽ gặp cái trục đường số 28. Và mình nếu mình đi thẳng cuối đường luôn là trục đường Vành Đai của chú anh chị nha. Hướng này thẳng cuối đường luôn là ra trục đường Vành Đai. Khu này là khu khu tên lửa nha cô chú anh chị, khu này là mặt tiền hết luôn, toàn bộ ở khu ở đây là mặt tiền kinh doanh hết cô chú anh chị nha. Và vị trí ngôi nhà của mình cũng là mặt tiền nè, mặt tiền đường số 27 thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Và hiện tại đợt trước là cũng có cho thuê làm yoga nè cô chú anh chị, khu vực yoga nè, dạy học yoga nè cô chú anh chị ha. Ở không gian của ngôi nhà mình đây, một trệt nè, lầu 1, lầu 2, rồi sân thượng nằm ở bên trên. Thì cái ngôi nhà này có cái bề ngang đó là 5m, chiều sâu vô trong là 20m ha. Tổng diện tích đất ngôi nhà đang sở hữu là 100m2 của chú anh chị nha. Kết cấu thì một trệt, hai lầu, một sân thượng ha. Có tổng cộng tới 4 phòng ngủ. Và mỗi phòng như vậy là đều có một cái nhà vệ sinh riêng. Có tổng cộng tới 5 nhà vệ sinh của chú anh chị ha. Công năng là gồm 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. Hiện tại thì đang có hướng chánh là thuộc hướng Bắc và lệch đông một ít thôi của chú anh chị nha. Nhưng mà nó nghiêng về Bắc là nhiều hơn của chú anh chị. Khu này nói chung là nó cũng mát mẻ. Nhà mình không phải là hướng Tây. Cái hướng này là hướng đông nè, còn cái hướng ngược lại của Nguyễn Hoàng là hiện tại là đang thuộc hướng tây ha. Thì cái con đường này nó có cái độ rộng là 8m, chưa tính lề đường hai bên, mỗi bên thêm 2m nữa cô chú anh chị. Đường này nó có thể độ rộng lên tới 12m lận cô chú anh chị nha. Ở khu này thì khu dân cư hiện hữu hết rồi, không quy hoạch nữa cô chú anh chị. Khu này là khu khu tên lửa nè, khu này rất là sung luôn cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào có nhu cầu quan tâm cái bất động sản này, mình kết nối ngay với Nguyễn Hoàng ha. Ở cái căn nhà của mình đây, căn nhà trước mặt của chú anh chị mình đây. Số 61 đường số 27 thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Thì bây giờ ông Hoàng sẽ review vào bên trong cho quý anh chị mình xem nha. Có bề ngang là 5m nha, chiều sâu vô trong là 20m. Và mức giá mà chủ đang chia sẻ cho bên Nguyễn Hoàng căn nhà này là 13 tỷ 500 triệu của quý anh chị nha. 13 tỷ 500 triệu giá này thì chủ nhà vẫn còn thương lượng của quý anh chị. Nhà mình có cái địa chỉ là 61 nè, đường số 27 nè, thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân nè. Hiện tại đang cho thuê yoga nè quý anh chị, khu vực tập yoga nè ha. Nhà này thì có tổng cộng là hai lớp cửa, đó là một lớp cửa cuốn và một lớp cửa sắt bốn cánh ở bên trong của chú anh chị nha. Nói chung là rất là kiên cố nha cô chú anh chị. Đây, lớp cửa cuốn ở bên ngoài nè cô chú anh chị. Cái rãnh này là rãnh của cửa cuốn ha. Còn ở đây là cửa sắt bốn cánh nha cô chú anh chị ha, cửa sắt kính nha. Đó thì cái khoảng không gian này là không gian sân nè. Thì cái đường của mình nó là nó rộng khoảng cỡ chừng là 8m, thì cái sân này là chưa tính nha cô chú anh chị. Sân này nó có thể nó rộng khoảng cỡ chừng là 3m cô chú anh chị nha. Sân thì chủ nhà cũng đã được lót gạch đồ đầy đủ hết rồi, nói chung là rất là sạch sẽ luôn. Hiện tại thì đang cho thuê phòng tập yoga của chú anh chị. Ngôi nhà phải nói là rất là đẹp của chú anh chị, ngang 5m và chiều sâu vô trong là 20m ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mình mua cái căn này mình về để mình kinh doanh online nè, hoặc là mình kinh doanh mở văn phòng đại diện nè, hoặc là mình kinh doanh tại nhà, mình làm cửa hàng tại nhà là ok luôn cô chú anh chị. Hiện tại thì đang cho thuê làm phòng tập yoga nên cô chú anh chị mình sẽ thấy nè, hai bên tường đó là chủ hiện tại là đang làm kính một chiều vô của chú anh chị đó. Chẳng hạn như đây, khu vực này là kính hết ha, toàn bộ khu vực ở bên dưới này là kính hết của chú anh chị nha. Kính cao lên chắc khoảng cỡ chừng là 2,5m của chú anh chị, cao lên khoảng có 2,5m nha. Rồi bên trên thì chủ nhà dán miếng dán tường nè, ở khu vực xung quanh đây, ở khu vực xung quanh thì dán miếng dán tường rất là đẹp luôn. Ở bên trên là chủ nhà đang xài là hệ thống đèn led âm trần ha. Ở giữa này thì có cái một cái bóng đèn nữa, đó là đèn pha lê nè của chú chị, rất là đẹp luôn. Bề ngang là 5m nha của chú chị và chiều sâu vô trong là 20m nha. Tính ra thì cái khoảng không gian tầng trệt này đó là chủ xây hết luôn, xây toàn bộ luôn của chú chị ha, đua hết ra tới bên ngoài luôn, nói chung là đủ cái diện tích luôn cô chú chị. Còn lên bên trên lầu 1 á, lầu 2 với lại sân thượng á thì
chủ thuộc vô nha quý anh chị, thuộc vô một ít ha. Đây không gian này là không gian của khu vực gian bếp của ngôi nhà mình đây. Bên này sẽ là cái cầu thang để mình di chuyển lên bên trên lầu 1, lầu 2 và mình sân thượng ha. Ở cái bảng rất là rộng nha, khoảng cái chừng là 1m2. Bề mặt đi thì bằng đá hoa cương nha quý anh chị, tay vịn thì bằng gỗ cam xe nè, kính cường lực nha quý anh chị ha. Những cái trụ này là inox 304 nha. Nói chung là nhà này thì xây rất là kiên cố luôn quý anh chị ơi. Đó, bề ngang tới 5 mét lần. Ở của chú anh chị nào có xe hơi thì để xe hơi ngủ trong nhà luôn. Ở gara ô tô đồ đầy đủ hết ha. Không gian bếp nó cũng khá là rộng đây. Đó, khu vực nè. Khu vực để tủ lạnh nè. Có còn rất là nhiều khoảng trống luôn của chú anh chị. Ở nguyên cái gian bếp của mình là theo cái hình chữ L của chú anh chị nha. Khá là rộng nha của chú anh chị. Ở bên trên là chủ nhà có làm thêm cái quạt trần ở bên trên nữa nè. Ở bên trên thì giật hộp của chú anh chị, rồi kèm theo đó là hệ thống đèn led âm trần ở bên trên. Đó, rất là đẹp luôn. Ở bên góc đó thì chủ có làm thêm cái ô kính ha, ô kính để lấy cái ánh sáng từ bên ngoài vào. Với lại ở dưới đây chủ cũng có làm cái đường ống nè, để mình muốn gắn máy lạnh thì mình gắn ở dưới đây cũng được luôn, tùy theo cô chú anh chị nào ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu thì mình có thể mình gắn máy lạnh ở dưới đây luôn. Ở cái hồ đợt trước là chủ có xài máy lạnh nè, nên nó vẫn còn cái vết của máy lạnh nè. Ở có cái lỗ đó ha. Rồi phía ngoài này sẽ là cái giếng trời nha cô chú anh chị, không gian này không gian của giếng trời nha. Giếng trời thì ở bên trên là chủ có làm cái khung sắt bảo vệ nè, rồi chủ làm thêm tôn sáng lên nữa ha. Đó, tôn sáng lên nữa là quý anh chị. Rồi ngay góc này thì có cái khoảng không gian toilet cho quý anh chị mình sử dụng ở bên dưới đây. Ở khu vực này là toilet nha, toilet ở dưới trệt quý anh chị ha. Công năng của ngôi nhà của mình là gồm tổng cộng là 4 phòng ngủ ha, một phòng thờ nữa là 5 phòng, và có tổng cộng tới 5 nhà vệ sinh của quý anh chị. Một nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt này và bốn phòng ngủ kia thì mỗi phòng đều có một cái nhà vệ sinh riêng của chú chị nha. Ở nhà này thì công năng quá ok rồi. Khoảng cho nói chung là bề ngang của mình là 5m nên cô chú anh chị mình có xe hơi mình đậu xe hơi bên trong nhà cũng được luôn. Ở mức giá là 13 tỷ 500 triệu nha cô chú anh chị. Mức giá mà chủ đang chia sẻ là 13 tỷ 500 triệu nha. Giá này thì chủ vẫn còn thương lượng nữa ha. Nhà mình nằm ngay chỗ khu tên lửa của chú chị. Ở đây thì gần ngay chỗ cái vành đai trong nha. Hướng đi ra bên nhà thờ Phaolô của anh chị ha. Ở khu ăn uống, ẩm thực ăn uống nha của anh chị. Ở đây thì giáp ranh với là quận 6 ha. Hướng đi về bên chợ Phú Lâm, hướng đi về bên mũi tàu Phú Lâm, nó cũng khá là gần của anh chị. Cô chú anh chị nào nhu cầu quan tâm thì kết nối ngay với Nguyễn Hoàng ha, để mình qua mình xem nha. Ân ý mình gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng về cái giá cả. Hiện tại thì Nguyễn Hoàng đang di chuyển tại tầng trệt nè, lên lầu 1 nè, không gian ở lầu 1 đây. Trước mặt cô chú anh chị mình là một bức tranh không gian của lầu 1 nha quý anh chị. Trước mặt là một bức tranh nè. Rồi ở đây thì chủ nhà ốp lên ha, ốp gạch lên rất là đẹp nha quý anh chị. Ốp gạch lên nè, ốp lên tới bên trên đó luôn. Bên nói chung là mỗi tầng như vậy á đều sử dụng cái hệ thống CB hết quý anh chị. CB nè, CB của mỗi tầng là đều có CB tổng hết quý anh chị nha. Nói chung là điện nước nhà mình là điện nước chính của nhà nước, nhưng mà về cái phần điện là rất là chắc chắn luôn cô chú anh chị, là chủ nhà đã đi phần điện ok hết luôn rồi cô chú anh chị. Ở nhà mình thì được chủ nhà xài là cửa gỗ hết ha, cửa này là cửa gỗ cam xe nha cô chú anh chị, cửa này cửa gỗ hết, khu vực xung quanh đều xài cửa gỗ hết, cửa này cũng cửa gỗ nè. Rồi phòng này là phòng bên trong, thì phòng bên trong này nó cũng có cái khoảng không gian khu vực toilet nằm ở bên trong nè. Đó, toilet của mình đây. Gạch thì chủ nhà ốp cao ráo lên tới bên trên luôn. Có bồn cầu, lavabo, rồi gương soi, vòi sen tắm là đầy đủ hết. Gạch ở dưới là gạch nhám của anh chị nha, gạch này gạch nhám chống chân trượt ha. Nhà mình có cái khoảng không gian giếng trời ở phía sau của cô chú chị, nên cũng có một cái lợi thế là cô chú chị mình để cái cửa sổ này để mình lấy cái không khí gió từ bên ngoài vào, và mình sẵn đó mình lấy cái ánh sáng luôn của anh chị ha. Cũng là cái khoảng không gian là lối thoát hiểm của chú chị. Nên cô chú anh chị nào mình giờ thường là nhà nước sẽ bắt chừa lại khoảng sâu để làm cái giếng trời nha cô chú anh chị. Chừa lại khoảng sâu này nè, làm giếng trời nè, giống như cái nhà đối diện của nhà đầu đích với mình á, nó cũng chừa cái giếng trời luôn của chú anh chị, thấy không? Cũng chừa giếng trời luôn, chừa cái khoảng trống để làm cái giếng trời. Nói chung là hầu như là những cái căn nhà khu tên lửa này đó đều chừa hết cô chú anh chị. Có rèm cửa nè, khu vực rèm cửa đã được trang bị đầy đủ hết nè. Hệ thống máy lạnh đồ cũng đã được trang bị, đường ống đồ sẵn sàng hết cho quý anh chị mình rồi. Không gian này là không gian của lầu 1 và phòng này là phòng thứ nhất của quý anh chị.
Và phía bên này thì chủ nhà có dán miếng dán tường nè. Rồi bên trên là hệ thống đèn led âm trần ở bên trên nha. Đó, và đèn đèn led dây khu vực xung quanh thì giật hộp của quý anh chị ha. Đó, rất là đẹp nha quý anh chị. Đó, một phòng ngủ ở đây nè, khu vực này là một phòng. Ở phía bên tay phải này là khoảng không gian của toilet nè. Khoảng không gian của những cái công tắc của mình đây. Đó, công tắc này cũng là một cái mẫu rất là xịn nha quý anh chị. Đó, rất là bền nha, công tắc này rất là bền nha, chứ không phải là công tắc của dạng như cái công tắc nhỏ nhỏ. Cái này là nguyên một cái bản một bự luôn nè, nguyên một cái mảng bự luôn của quý anh chị. Rồi giờ cũng Hoàng sẽ di chuyển ra phía phòng phía bên ngoài cho quý anh chị mình xem. Ở đây có một cái quạt gió đó nè quý anh chị, quạt gió ngay góc này luôn ha. Chủ nhà có làm một cái quạt gió này nữa. Ở đây là cái hệ thống chuông của quý anh chị, hệ thống này là hệ thống chuông của bên ngoài ha. Phòng phía ngoài này nó sẽ bự hơn so với lại phòng phía bên trong, với lại được cái là nó có cái ban công nữa. Là cũng là một cái lợi thế mà cô chú anh chị mình có thể mình ra đó mình trồng cây ngoài đó cũng khá là ok. Ở đây là toilet của mình, toilet này toilet thứ ba nha cô chú anh chị. Lầu 1 này nó có hai cái toilet, ở dưới tầng trệt mình một cái nữa, là cái này là cái thứ ba nè. Và phòng này là phòng thứ hai, phòng này thì thứ hai nha. Phòng nãy là phòng bên kia là phòng thứ nhất, bên này là thứ hai nè. Ở bên này một cái phòng ngủ nè. Và chủ nhà cũng đang thiết kế khoảng không gian. Ở bên này đặc biệt cái là khu vực ở đây á, là chủ làm cái hệ thống tủ âm luôn rồi quý anh chị, âm vô luôn bên trong nè. Cái toilet của mình nó chỉ có tới khoảng cái đoạn này thôi, còn từ đoạn này nè trải dài ra đây đó là cái hệ thống tủ âm ha, tủ âm tường vô kia quý anh chị. Tủ này tủ 3 tầng ha, một cái tầng ở dưới nè, tầng thứ hai và tầng thứ ba nằm ở bên trên, 3 tầng. Rồi ở đây này cũng có một cái quạt gió nữa nè, quạt gió nè quý anh chị, ngay gốc khúc này luôn nè. Ở đây là một phòng, không gian này là phòng ngủ nha. Phòng ngủ thì trang bị hệ thống đèn đồ rất là ok quý anh chị, rất là đẹp luôn. Hệ thống đèn led âm trần ở bên trên nè. Đèn với cái tông màu sáng hết thôi quý anh chị. Không gian để cái kệ tủ nè, để tivi nè, còn bên này là bộ giường. Ở đây cô chú anh chị mình đặt được hai bộ giường nha, hai bộ giường ngủ cô chú anh chị. Này là bộ giường này là dành cho ba người nè. Nếu cô chú anh chị nào mà mình đặt cái bộ giường hai người là mình đặt được hai bộ ha. Ở đây là cái bàn trang điểm nha, khu vực bên kia là cửa sổ của mình, ở không gian để máy lạnh ở đây ngay góc này. Rồi giờ ông Hoàng sẽ mở cửa này ra cái khu vực khoảng không gian ban công cho cô chú anh chị mình xem nha. Ở ban công của mình đây nè cô chú anh chị, ở không gian này nha, không gian ban công thì cái bảng hiệu mà hiện tại là đang tập yoga là ngay góc này luôn cô chú anh chị. Chủ đang để cái bảng hiệu tập yoga ngay góc này nè, hiện tại đang cho thuê nha, người thuê đang để cái bảng hiệu ngay góc này nha. Ở còn không gian này rất là rộng nha, không gian này gạch này là gạch 100 thì khoảng cỡ chừng là 3 mét hơn, thêm đoạn tí nữa là 3 mét hơn của chú chị nha. Đã tới ngồi kia luôn, phải có thác nước thì hai cái ha, một bên này một cái nè, và bên góc này một cái nữa nè, là hai cái nha của chú chị. Ở không gian rộng rãi ha, bên này nó có cái vòi nước nữa nè, có trang bị vòi nước ngay góc này nữa. Ở nhà mình hiện tại đang thuộc cái số 61 nha quý anh chị, 61 của đường số 27 thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân của quý anh chị nha. Có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, mua bán ký công chứng sang tên lúc nào cũng được luôn của quý anh chị ha. Ở bề ngang là 5m nha quý anh chị, chiều sâu vô trong là 20m ha. Tổng diện tích đất ngôi nhà này đang sở hữu là 100m2 của quý anh chị ha, và hiện tại thì đang xây dựng là 80m thôi của quý anh chị. Nhà hoàn công đủ 1 trệt 3 lầu của quý anh chị, hoặc 1 trệt 2 lầu sân thượng của quý anh chị ha. Ở tổng diện tích sàn của ngôi nhà của mình đó là 292 mét vuông nha, 292 mét vuông nha quý anh chị. Ở nhà mình rất là đẹp luôn. Ở đây thì gần ngay chỗ vành đai trong nè, rồi gần ngay chỗ khu tên lửa, gần ngay chỗ cái đường tên lửa của quý anh chị ra ngay chỗ Eon Mall quận Bình Tân, Eon Mall tên lửa của quý anh chị ha. Rồi mình hướng ra bến xe miền Tây nè, hướng ra ủy ban nhân dân quận Bình Tân, rồi chi cục thuế nó cũng khá là gần. Ở đây thì giáp ranh với lại quận 6 nữa, khá là thuận tiện trong cái việc mà mình di chuyển nha. Ở căn nhà ngang 5m, chiều sâu vô trong là 20m ha. Tổng diện tích đất trên sổ là 100m2 nha quý anh chị. Nhà mình là vuông vức nha, nhà mình là vuông vức của quý anh chị nha. Khu này hồi xưa là phân lô ra, nói chung là căn nào cũng ngang năm hết của quý anh chị. Nói chung là khu này thì phân lô là ok rồi. Khu tên lửa thì cô chú anh chị mình cũng đã biết rồi, khu này rất là sung. Và hiện tại thì đang có một cái con đường mở ở ngay chỗ cái góc đường Bình Trị Đông, mình thông ra đường tên lửa luôn cô chú anh chị.
ở đó nó có một cái trường học mới mở luôn, trường trung học ha của chúng chị ha, trường trung học cơ sở mới mở ngay góc đó luôn của chúng chị, là từ mặt tiền đường của đường Bình Trị Đông ngay chợ chợ Bình Trị Đông luôn của chúng chị, mình đâm thẳng qua là tên lửa luôn. Ở khu này sau này rất là sung nha, hiện tại đang mở cái con đường đó là rộng khoảng cỡ chừng là 30m đó của chúng chị, và hiện tại là ở đó có một cái ngôi trường ở đó luôn, đó là trường trung học cơ sở của chúng chị. Khu này về đây thì quá ok rồi của chúng chị ơi, gần trường học, gần khu vui chơi, gần khu ăn uống luôn, ở đây thì không thiếu gì nữa của chúng chị ơi. À, phòng này là phòng thứ ba của ngôi nhà mình, toilet này là toilet thứ tư nè, phía ngoài đó là một phòng nữa và một toilet nữa ha. Ở mỗi phòng như vậy đều có cái quạt quạt gió hết của chúng chị, quạt gió, quạt hút của chúng chị. Còn ở đây thì máy lạnh cũng đã được trang bị đầy đủ hết, đường ống đã đi sẵn hết rồi. Rèm cửa của nhà mình đây, cửa sổ ha, khung bảo vệ nha, nói chung là đầy đủ hết của chúng chị nha. Ở căn nhà này là sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ, và sổ thì hiện tại đang nằm tại nhà luôn của chúng chị ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu muốn công chứng liền cũng được luôn của chúng chị nha. Sổ thì hiện tại đang tại nhà luôn, công chứng liền ok luôn của chúng chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu muốn công chứng liền thì kết nối ngay nha, kết nối ngay với Nguyễn Hoàng để mình qua mình xem. Cái giá thì vẫn còn thương lượng nha, thì mình cứ qua mình thương lượng với chủ thôi. Thì cô chú anh chị nào muốn thì mình xem nhà trước ưng ý, xong rồi mình gặp chủ mình thương lượng luôn ha. Ở nhà rất là đẹp và mới luôn của chú chị. Căn này thì mình mua về mình ở ngay thôi. Công năng của cái căn này là phù hợp cho gia đình từ 10 đến 12 người của chú chị nha. Từ 10 cho đến 12 người. Có 4 phòng thôi, nhưng mà cái phòng phía bên ngoài này của chú chị mình có thể mình để được hai bộ giường. Hai bộ giường nha của chú chị. Phòng này có thể để được hai bộ giường ha. Ở đây là toilet của mình đây. Toilet này là toilet thứ 5. Cũng đã được trang bị đầy đủ hết. Có mấy cái hộc này để mình để đồ nè. Để những cái vật dụng nè, chẳng hạn như sữa tắm đồ của quý chị ở khu vực này ha. Còn cửa này là cửa kính cường lực nha quý chị, kính cường lực nha, tấm kính cường lực ngay góc này. Bên này là mình để tắm nè, còn bên này là mình để mình sinh hoạt ha, sinh hoạt. Ở đây là lavabo, lavabo, rồi hệ thống gương sôi nè, nước rất là mạnh nha quý chị. Hiện tại thì ở đây là đang thuộc lầu 2 nhưng mà nước rất là mạnh của chúng chị thấy không? Nước rất là mạnh nha. Ở đây thì chủ nhà ốp gạch cao ráo lên tới bên trên luôn của chúng chị thấy không? Ốp full lên tới bên trên luôn. Có thêm cái hệ thống đèn nè. Có thêm hệ thống đèn led để chiếu vô cái gương soi nè của chúng chị. Có thêm hệ thống đèn đồ đầy đủ hết ha. Gạch thì chủ nhà ốp cao ráo full lên tới bên trên luôn. Rất là đẹp luôn của chúng chị. Cửa này bằng cửa gỗ của anh chị nha, cửa này cửa gỗ nha, chủ nhà xài cửa gỗ hết, khu bên này cũng cửa gỗ luôn nè, cái này cũng cửa gỗ luôn. Ngũ Hoàng sẽ nhắc lại là ngôi nhà của mình đang nằm ở khu tên lửa nha của anh chị, khu này là khu tên lửa nha, và hiện tại ngôi nhà đang thuộc cái trục đường số 27 thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Ở đây thì gần ngay chỗ khu Vành Đai Trong nè, rồi gần ngay chỗ trục đường tên lửa ha, gần ngay chỗ trục đường số 29 của anh chị. Đường số 29 là nó song song với lại cái đường tỉnh lộ 10 của anh chị. Nói chung là đường mình á là đường mình 27 thì nó sẽ song song với lại cái đường số 29. Và đường số 29 nó sẽ song song với lại đường tỉnh lộ 10. Cái đường tỉnh lộ 10 để hướng đi về bên kia là nó thuộc phường Bình Trị Đông. Còn bên mình đó là thuộc phường Bình Trị Đông B. Bên kia là thuộc phường Bình Trị Đông ha. Một nửa cái đường tỉnh lộ 10 á, một nửa bên này á là phường Bình Trị Đông B và một nửa bên kia là thuộc phường Bình Trị Đông ha. Khu bên này thì quá ok rồi của anh chị, khu này thì nhà lầu cao tầng không luôn. Ở đây thì giá dao động thì nó cũng tầm mười mấy tỷ hết của chúng chị. Tùy theo cái hướng của chúng chị mình muốn chọn hay thôi của chúng chị nha. Còn khu ở đây là toàn là mười mấy tỷ hết của chúng chị nha. Khu ở đây thì bề ngang đều là 5m hết. Không gian ở đây 5m hết của chúng chị. Ở cái hướng này của chúng chị mình đi về bên Vành Đai Trong nè, hướng ra bên nhà thờ Phaolô ha. Ở đường trước nhà của mình là đường rộng 8m ha, chưa tính lề đường hai bên, mỗi bên thêm 3m nữa của chúng chị. Hồi nãy Nguyễn Hoàng nói 2m là nó hơi ít của anh chị. Cái lề đường này nó khoảng cỡ chừng là 3m á của anh chị nha. Khoảng có 3m ha. Ở khu này thì quá ok rồi. Ở khu này là khu dân cư hiện hữu của anh chị nha. Không quy hoạch, không lộ giới nữa của anh chị. Xây dựng ok luôn của anh chị. Nhưng mà ở đây thì thường là sẽ chừa lại cái khoảng sân để mình làm cái khoảng không gian để xe của anh chị nha. Chừa lại khoảng sân để làm cái không gian để xe. Có bề ngang là
5m nha quý anh chị, chiều sâu vô trong là 20m ha. Một trệt, hai lầu, một sân thượng của quý anh chị. Sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ ha. Đó, cô chú anh chị nào nhu cầu quan tâm thì kết nối ngay với Nguyễn Hoàng nha. Không gian của giếng trời nè, ở đây cũng có một cái khoảng không gian của giếng trời nữa nè. Nhà mình có hai cái khoảng không gian ha, ở đây một cái nữa nè. Ở đây không khí gió nó cũng vô được nha, tại vì ở trên là cái mái chóp đó của quý anh chị, thì chủ vẫn chừa cái khoảng hở để cái khoảng gió lùa vào của quý anh chị nha. Nhưng mà ở giữa này thì chủ nhà vẫn làm cái khung sắt bảo vệ nè, khắc xin si nè quý anh chị. Cái này là khắc xin si nha. Ở cầu thang nhà mình đây. Ở bề mặt đi thì bằng đá hoa cương. Tay vịn thì bằng gỗ cam xe kính cường lực nha quý anh chị. Ở bề mặt đi bằng đá hoa cương nè. Tay vịn thì bằng gỗ cam xe ha. Ở đây thì có cái khoảng trống để quý anh chị mình thiết kế mình để máy giặt nè. Ở đây thì chủ nhà làm cái khoảng này nó thấp hơn nè. Nó thấp hơn với lại cái khoảng không gian khu vực ở đây nha. Để chủ nhà làm cái khoảng không gian để máy giặt ha. Đường ống đầy đủ hết, ổ điện cũng có sẵn luôn. Rồi bên này thì chủ nhà có làm thêm mấy cái móc để mình treo đồ nè, mấy cái móc inox 304 nè. Rồi phía bên này nó có cái cửa sổ nữa, cô chú anh chị mình muốn thì mình mở cái cửa sổ này ra, ở không khí gió bên ngoài vào. Rồi ở đây là cái sân thượng của mình, sân thượng này là sân thượng phía sau nha quý anh chị. Sân thượng này là sân thượng phía sau. Thì sân thượng này thì chủ nhà làm khung inox nè, khung inox nè, inox 304 nè, rất là chắc chắn luôn. Ở bên trên cũng vậy luôn, cũng là khung inox 304 luôn. Với lại chừa khoảng trống để của chúng chị mình có thể đi lên bên trên bồn nước ha. Ở bên trên này thì cái máy này là cái máy á, máy tôn sáng của chúng chị. Ở khoảng không gian sân sâu nè, rộng của chúng chị. Bề ngang của mình nó tới 5m lận nên của chúng chị mình sẽ thấy rất là rộng nha. Rất là rộng luôn. Nhà hàng xóm của mình đây. Hàng xóm của mình trồng cây rất là nhiều nè. Đó, của chúng chị mình thấy không? Đó, trồng cây kiểng rất là nhiều nè. Cây cảnh đây, cây kiểng rất là nhiều luôn nè. Rồi để Hoàng di chuyển lên bên trên cái bồn nước cho chúng chị mình xem ở bên trên nha. Đó, máy lạnh thì hiện tại chủ nhà đang xài là của Daikin của quý chị nha. Của Daikin. Ở bên trên này nó cũng có vòi nước đầy đủ hết nè. Chủ nhà trang bị đầy đủ hết cho quý chị mình rồi. Ở bên trên này của quý chị. Hơi nóng của quý chị nha. Có máy nướng nóng năng lượng mặt trời đầy đủ hết của quý chị. Hiện tại của Hoàng không có đi dép của quý chị. Lên nó rất là nóng luôn. Nóng quá. Nóng quá chịu nổi rồi xuống luôn của quý chị ơi. Ở bên trên nó có hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời của anh chị nha, có bồn nước nè, bồn đó chắc 1.500 lít nè của anh chị, đó cái bồn đó 1.500 lít đó, trước mặt của chúng chị mình đó, bồn đó là 1.500 lít. Rồi cái lối này của chúng chị mình có khoảng này là để di chuyển ra ngoài đây thì có cái khoảng không gian phòng thờ. Ở hiện tại thì chủ đang thiết kế cái phòng thờ ngay góc này ha. Thì tính ra nữa mình có một cái phòng thờ này là tổng cộng tới 5 phòng ngủ lần của chú chị. Nhưng mà hiện tại thì 4 phòng ngủ là đủ ở rồi. Nên cái phòng này chủ nhà đang thiết kế làm cái phòng thờ ha. Đó, làm cái trang thờ ở ngay góc này nha. Ở khu vực trang thờ này của chú chị. Đó, bên trên này thì chủ nhà xài hệ thống đèn LED 1.2 hai bên nè. Bên tay phải và bên tay trái là hệ thống đèn LED 1.2 nha. Rồi phía ngoài này sẽ là cái sân thượng trước nè. Sân thượng này là sân thượng trước nha. Nói chung là phía trước phía sau gì á, chủ nhà cũng ốp gạch cao lên hết của chú chị, cao lên tầm 1m2 hết đó, ốp xung quanh nè, cao lên tầm 1m2. Còn phía trước đó thì chủ nhà làm cái lan can inox 304 rồi kính cường lực ha, rồi những cái trụ đó là inox 304 luôn. Ở bên này là hai cái cục máy lạnh nè, hai cái cục máy lạnh của hiệu Daikin nè của chú chị, ở của hiệu Daikin nè ha. Ở không gian của mình đây, không gian này là chủ nhà ốp gạch lên nè, ốp gạch cao ráo lên tới bên trên luôn. Lan can inox 304 kính cường lực ha, những cái trụ inox 304. Bên kia là cái phễu thoát nước nè. Còn cái gạch ở đây là gạch nhám nha quý anh chị, gạch nhám chống chân trượt ha. Ở phía ngoài này thì chủ nhà làm tổng cộng là mấy cái hệ thống đèn luôn. Ở đây cũng có cái hệ thống camera nè, camera giám sát nè quý anh chị. Ở phía sau đó cũng vậy luôn quý anh chị thấy không? Phía sau đó thì chủ nhà cũng ốp gạch cao lên luôn, ốp gạch cao lên tới bên trên luôn. Thì cái căn này là hiện tại là đang thuộc địa chỉ nhà là số 61 nha quý anh chị, 61 đường số 27 thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Ngôi nhà mình có kích thước là ngang 5m và chiều sâu vô trong là 20m ha. Tổng diện tích đất ngôi nhà đang sở hữu là 100m2 và hiện tại đang xây dựng là 80m2 của quý anh chị. Còn tổng diện tích sàn của ngôi nhà này là 292m2 của quý anh chị nha. Có kết cấu là một trệt, hai lầu, một sân thượng của quý anh chị. Gồm tổng cộng là 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 5 nhà vệ sinh, 1 phòng khách, 1 khoảng không gian khu vực với gian bếp.
Nhà hiện tại đang có hướng chánh là thuộc hướng Bắc và lệch đông một tí thôi quý anh chị nha. Mức giá mà chủ nhà đang chia sẻ là 13 tỷ 500 triệu của chú anh chị nha. 13 tỷ 500 triệu giá này thì chủ nhà vẫn còn thương lượng nữa ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu quan tâm cái bất động sản này, mình liên hệ Nguyễn Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha. Để Hoàng sẽ nhờ chủ qua mở cửa cho chú anh chị mình xem ở bên trong. Cô chú anh chị nào ưng ý gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng về cái giá cả nha. Cái hướng này của chú anh chị mình sẽ ra ngay chỗ vành đai trong nha quý anh chị. Vành đai trong hướng ra bên nhà thờ Phaolô ha. Còn hướng ngược lại này là của chúng chị mình sẽ di chuyển về bên khu Thanh Lửa nè, di chuyển về bên trục đường số 29, hướng đi ra bên tỉnh lộ 10, hướng đi ra bên khu Thanh Lửa ở ngay góc này ha. Ở đây thì nói chung là đường thông thoáng ha, ở đây kinh doanh buôn bán được nha, mở văn phòng đại diện, shop thời trang hoặc là kinh doanh online hoặc là kinh doanh tại nhà gì đó, của chúng chị mình có thể mở tại nhà mình được ha. Bề ngang của mình là 5m lận của chúng chị, đậu xe thoải mái luôn, gara ô tô rồi ok luôn của chúng chị, ngang 5 dài 20 nha. Cô chú chị nào nhu cầu quan tâm thì liên hệ Nguyễn Hoàng ngay nha, để mình qua mình xem thử của chú chị nha. Và bây giờ thì Hoàng xin chào và hẹn gặp lại của chú chị mình ở clip tiếp theo.